Cái bố pin máy quay của em. Vâng. Để cái gì anh? Cái này em mua lại mà. Cái đó hàng mới vài điếu ấy. Dạ. Cái đó hàng mới nhưng vài điếu ấy. Vâng. 8 triệu. 7 8 triệu rồi đấy. Cái con lúc trước đổ rồi gì anh? Hả? Cái này lúc trước đổ rồi đâu? Không chưa chưa à đây đây em cháo này được cháo phần lọc đó. Hình như nó vào Đà Nẵng rồi. Đà Nẵng chỉ có sơ mình ảnh hưởng đến mưa. Vâng. Mưa mất điện thôi. Còn từ gió đây thì cả đồ cũng sao. Gió này là tầm cấp mấy? 2-3 rồi đó. Anh cũng đỉnh. Nếu chiều mà anh ổn thì chiều điện nào là khỏe. Mẹ. Lấy tư liệu.
Vừa đẹp đấy nhỉ. À, trời kéo mây đen nữa. Chưa ấy, chưa cập nhật lại ním thôi. Tức là nhiều thuê bao nó bị nó mất giám sát đấy. Cái này chắc là nó mất giám sát thôi, nó không nhìn thấy trên hệ thống thôi. Nó đông dân mà, quyết thắng đông dân mà. Hết rồi, hết ở đây, quyết thắng hết cổng rồi mà. Tại chưa có thời gian mà đi cắt thôi.
hết rồi. Ừ. Hết lắp lắp cho cầu sáng hết rồi. Cái đang đăng là kéo nữa à? Lần trước có 85 mét à, ăn kéo mày. Quấn nhau. Alo. Vâng vâng. Có chứ. Vâng vâng, khi nó có anh mua. Cứ đăng thì có dùng cấp điện nhiều, đăng điện được. Thì họ người ta có sự cố cấp điện thì đông, cấp điện đăng điện nhất, chứ không có lợi ở đăng điện. Có cái cách, có cái bố bỏ cái cụ bỏ đặt mới, có cụ bỏ đặt mua. Thì có cái mới cụ dùng cấp cụ ý. Thế là cụ đăng, cũng 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 đăng, thì đủ một cách minh bạch của một chứ đang nữa. Thôi thôi cố đi đường tiền đó. Chưa clear ai? Mưa đi làm đéo gì. Hôm nào cứ bảo là có